Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt là một trong nhiều bộ phận đóng góp vào tính đa văn hóa của New Orleans. Sau năm 1975, hàng chục ngàn người tị nạn Việt Nam đã rời bỏ, chôn nhau cắt rúng, định cư tại Hoa Kỳ. Người Việt Nam mang theo mình một nền văn hóa sôi động và tươi đẹp. Điều này làm càng tăng thêm nét độc đáo của New Orleans. New Orleans được biết đến như một thành phố dành cho lễ hội. Bất kể quý vị đến vào thời điểm nào trong năm, gần như quý vị đều tìm thấy điều gì đó để đáng được ăn mừng. Đặc biệt là lễ hội Crawfish được tổ chức hàng năm, hấp dẫn hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới đến thưởng thức. Tại các lễ hội, crawfish được biến chế thành hàng chục món đặc sản hấp dẫn để phục vụ cho du khách. Lễ hội crawfish trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo địa phương từ hàng trăm năm nay. Ngoài các lễ hội hấp dẫn du khách, còn có phố cổ Pháp là viên ngọc quý trong lòng New Orleans. Là một nơi cổ kính với lối kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, nổi bật với lịch sử văn hóa hàng trăm năm, là nơi thu hút du khách đông nhất vùng New Orleans. Để biết thêm về sinh hoạt văn hóa của New Orleans, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 3 với ông John Hòa Nguyễn do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Tại New Orleans, vùng Metropolitan Area, đó, tức là khoảng 20, ở trên Lafayette khoảng 4.000, Baton Rouge khoảng 3.000 đến 4.000, còn các nơi khác rải rác ra thì cái thống kê của năm 2020 là dân số của New Orleans của người Việt Nam khoảng 28.000, chính xác 29.000. Ở bang Louisiana, Louisiana. Thành thử, khi chúng ta nói tới người Việt Nam thì chúng ta nghĩ là người Louisiana rất là đông người, thực sự không có, như New Orleans khoảng 20.000 người. Nhưng mà từ vì cái thành phố nó nhỏ, thành thì chúng ta thấy rằng là đi đâu cũng là Việt Nam hết, chứ thực sự người Việt Nam chúng ta không có nhiều ở tại New Orleans. Bằng chứng nếu chúng ta nhìn thấy thế này, ở bên Houston á, là chợ Hồng Kông đầy hết, chợ Việt Nam rất là đông. Ở bên này chỉ có một chợ Hồng Kông ngay trên bên West Bank thôi, còn các vực có một vài tiệm nhỏ lặt vặt nữa thôi. Thành thử cái dân số không có nhiều đủ để mở 2-3 tiệm chợ lớn. Cái tôm khô thực sự là của vùng Dulac, chứ không phải New Orleans, là khoảng cách này khoảng 45 phút, nhưng mà đa số giới ngư phủ đó là tới từ New Orleans. Thành thử, và thời xưa thì người Việt Nam có phải đi mua tôm khô ở nơi khác, mà khi họ nhìn một số người họ coi trở lại cái tôm người Việt, tôm khô, tôm ở viện Louisiana rất là ngon. Đặc biệt là tiểu bang Louisiana ra một sắc luật là nếu nhà hàng nào mà serve, tức là nấu dùng tôm khác mà không phải tiêm Louisiana đó, là phải đề ra cho thân chủ biết. Là bởi vì tôm của Louisiana là tôm xanh và tôm nâu đó, nó ngọt hơn bình thường. Thành thử, khi mà người Việt Nam ngồi lại bảo chúng tại sao chúng ta không sản xuất tôm khô? À, thì một người ở dưới Roulette, họ có phương tiện họ làm ở dưới đó, mà tôm lấy từ ở dưới này. Thành thử, cái tôm khô ở Louisiana rất là đặc biệt, thưa quý vị. Nó ngọt hơn, nó là tôm tươi, đó, rất là ngọt hơn. Và tôm của Louisiana, tôm khô cũng vậy. Nó khác hơn những tôm khô khác là bởi vì cái vị nó khác hơn, ngon hơn, thưa quý vị. À, cái con crawfish nó có cái đặc biệt mà ít người biết, thưa anh, là crawfish mình chúng ta không phải là chỉ có Louisiana có crawfish nha, các thành phố khác cũng có và ngay cả China cũng có nữa. Mà tại nếu quý vị hiểu là cái crawfish của Louisiana có hai cái vị đặc biệt lắm, là bởi vì nguyên thủy của nó đó là các cái ruộng lúa ở các vùng Lafayette đó, là khi họ gặt lúa xong, tức là họ chỉ còn những cái còn những cái cuống lúa quần mạ đó, thì là họ nuôi crawfish trong đó. Thành được cái con crawfish của Louisiana nó có cái mùi lúa, nó có cái mùi khác đi. Và khi mà tiếp quý vị xem YouTube á, là người ta đã bắt crawfish, người ta xuống như ruộng lúa đó, người ta đã dứt chuồng nhỏ nhỏ rồi thả lưới bắt lên thôi, chứ không phải là crawfish nuôi bình thường ở những chỗ khác ở bùn, họ nuôi trong ruộng lúa rất là nhiều. Thành được cái vị nó khác như thường thường. Và thứ hai đó là cái gia vị của Louisiana nó khác gia vị nơi khác đó, thưa anh. Nếu quý vị mà tới Louisiana đó, quý vị sẽ ăn những nhà hàng crawfish của người Việt Nam đó, nó khác với gia vị của Mỹ.
nhưng mà cái của Việt Nam nó có nhiều gia vị hơn, thơm hơn. Có một cái rằng là khi qua Cali, Houston, Dallas đồ đó là họ đây là Crawfish, Louisiana, và thực sự là có một hai người mình biết họ đi từ Houston và Dallas, họ thuê xe cooler freezer lớn đó, họ qua bên này họ mua, họ trở về họ bán. Crawfish Festival là cái lớn nhất mà có nhiều nơi lắm, họ làm nhiều thành phố khác nhau, là có thay phiên nhau họ làm. Là vì cái món crawfish là cái món là có lẽ là khi tới New Orleans, Louisiana không ai không ăn crawfish cả. Yeah. Trong tiểu bang Louisiana, cái thống kê hoặc xem cách đây khoảng 3 năm đó, là một năm Louisiana có khoảng chiết xuất 400 cái festivals. Tức là tuần nào cũng có festival hết, mà có một lúc trong một tuần có khoảng 5 cái festival khác nhau. Như bây giờ chúng ta ra ngoài đường, chúng ta sẽ thấy có nhiều nơi là như Chalmette, Jefferson, Bures, là nó đề là Crawfish Festival hay là Gumbo Festival. Tức là gumbo, tức là cái món đặc biệt của Louisiana nữa, tức là bán, họ nấu đồ đầu gà, chân gà, cánh gà, rồi tôm, rồi thịt gà, rồi ăn với gà và sausage. Nó là gumbo, là cái món tạp cái lù của mình nhưng mà rất là ngon. Cái mùi nó lúc đầu nó hơi hôi, mà khi mình quen rồi thấy khác đi. French Quarter đó là cái nơi du lịch. Thì nó có nhiều cái festival lắm. Nó có những festival là tháng 7 nó có festival người da màu. Nó là Southern Essence Festival, rồi French Quarter Festival. Rồi có những cái festival đó mà chúng ta không thể nghĩ tới chứ, Gay Festival. Nó là ở dưới French Quarter hầu như tuần nào có festival hết. Nhưng mà có một cái đặc biệt mà tôi xin nhắc lợi dụng là thế này. Ở dưới French Quarter nó có cái viện bảo tàng sưu tầm tài liệu lịch sử. Nó đây là New Orleans Historic Collection. Nó ngay đường Royal và đường Pier, tức là gần cái ngay biên giới của cái ngay phía ngoài của French Quarter và Riverwalk. Thì năm nay chúng tôi, anh em chúng tôi ở tại Louisiana, tại New Orleans có tổ chức cái chương trình là tưởng niệm 50 năm xa quê. Chúng ta kéo dài một năm từ tháng 4 năm nay cho tới tháng 5 năm 2025. Và cái viện bảo tàng đó đã đồng ý cho phép chúng tôi 2 lầu để trưng bày những hình ảnh của người Việt Nam tị nạn, như trong người thời gian vượt biên như thế nào, trước Việt Nam như thế nào, và trong lúc tị nạn như thế nào, và quay lại New Orleans làm thời gian như thế nào. Thì cái chương trình của đó họ đề là Make It Home From Saigon to New Orleans. Cái là Super Bowl đó là đã đánh thay đổi cái Sugar Bowl là của đại học. Yeah. Là luôn luôn tại New Orleans. Thành từ New Orleans cái năm mà Drew Brees làm quarterback mà thành mà đạt champion đó là sau cả chuyện đó chừng 2-3 năm gì đó. Và tất cả các nơi tuấn về New Orleans là có hai lý do. Thứ nhất là để mừng New Orleans, đội bóng New Orleans, và cùng một lúc họ ngưỡng mộ cái sự vươn dậy của New Orleans sau cơn bão Katrina. Yeah. Và chính vì vậy mà New Orleans được nhìn một thành phố rất là nhỏ. Cái phi trường, nếu bạn tới phi trường New Orleans rồi đó, phi trường New Orleans rất là nhỏ, nhưng mà nhờ cái tình thương của người các nơi khác, họ ngưỡng mộ cái sự vươn dậy của người New Orleans nên họ về rất là nhiều. Bằng chứng rằng là sau cơn bão Katrina, Tổng hội sinh viên Bắc Mỹ, đó là UNASA, đã chọn New Orleans để làm nơi hội họp của các em. Vì thời xưa Louisiana là của Pháp, thuộc địa của Pháp, và cách đây khoảng 300 năm là người Pháp tới. Thành thử chúng ta thấy là New Orleans tức là new, tức là mới, Orleans tức là cái ở vì bên Pháp nó có cái cảng tức là Orleans, tức là Orleans. Bây giờ họ thấy cái cảng này nó gần giống, thành thử là thì họ đề là La Nouvelle Orleans, tức là cảng mới của bên này. Thì chúng ta dự tâm nghĩ là New Orleans. Rồi cái khu mà Via Carré, tức là khu chợ Pháp đó, là bên Pháp nó có cái Carré như vậy, cái khu chợ cũ nó đây là Via Carré, thành nên nó dừng lại. Thì Mỹ mua lại của tiểu bang của thời của bên Pháp cách đây khoảng 200 năm đó, thành thử người Mỹ họ duy trì cái nét lịch sử của Pháp trở lại. Và riêng đặc biệt rằng là có một số nơi cái tiếng Pháp vẫn được sử dụng nhiều, nhất là Lafayette, họ nói tiếng Pháp rất là nhiều. Và cái tiếng Pháp nó gọi là Creole, tức là nó cũ chứ không phải là update như của bên tiếng Pháp, là tiếng Pháp ở Pháp. Tiếng Pháp này nó hơi cũ một chút, thành được cái nhiều chữ nó không có thích hợp với bên Pháp nữa.
Mời quý vị đón xem chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 4 với ông John Hòa Nguyễn sẽ được phát hình vào tối thứ Sáu ngày 27 tháng 9, 2024. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.